Trời ơi, bự quá anh Phát. Đạo nằm bẻ ô hay. Ôi á. Muốn thằng con liếm luôn. Rồi dở lên thử coi. Dở lên, cầm dở lên Phát. Rồi. Thử đi coi biết. Bự lắm hả chị Tư? Cái này 5 kg à. Rồi. Thiệt tình luôn á. Bự ghê thiệt ha. Chừng thấy. Đúng rồi, thấy gì hơn 5 kg đó mẹ. Anh Phát vô khấn thôi hả? Vô khấn thử mày cho biết thì là bên nào giờ mới thấy con bự luôn nhà mình. Cái giỏ nghe. Trời ơi, quá trời bự rồi. Còn nghét muối không Phát có hả? Còn nghét tùm cót đó. Mở đèn ra chị Tư. Mở đèn đi. 4 kg à? 4 kg hả? 4 kg. Làm đổ mắm đi, mắm mình có đó. Ừ, làm đổ mắm đi. Biết biết sao bữa nay ngập lại nè, mấy con cá này ăn từng câu nè. Rồi, mở ra cho anh Phát, mở ra coi. Thôi đem đi gọng đại đi mày. Để nước vô đi. Để nước đặn nha Phát. Tò pha pha nước. Tôi cầm muối nó ngồi cà phê vậy nào. Thôi mình ớt cái hết. Mình phân thơm mấy. Do mà phân bò khô thơm mất. Kể đi, để nó vậy đi, lát làm.